Rồi, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người, chào mừng anh em đam mê Zippo trở lại kênh bên mình nhé. Nay thì mình trở lại với anh em yêu thích phong cách đơn giản và sự cổ điển nam tính mạnh mẽ ha. Hai cây này thì đều trơn bóng và trơn nhám dòng cổ điển đó mọi người, anh em. Đầu clip thì ai chưa đăng ký kênh, mời mọi người tiện tay ấn nút đăng ký ngay bên dưới luôn nhé. Và sẵn tiện ấn cái nút chuông kế bên cạnh để có thể cập nhật và nhận những video sớm nhất từ kênh mình nhé mọi người. Xin cảm ơn nhiều nha. Còn hai cây này thì bên phải là cây trơn bóng, bên trái là cây trơn nhám xước nha mọi người. Hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn ha. Hàng xịn ha. Zin toàn bộ nha mọi người. Hàng new full box, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ nha mọi người. Ai có nhu cầu tuyển về sở hữu chơi hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè thì cứ liên hệ mình nha, 0909 828 779 nha mọi người. Bên mình thì giao COD code cho mọi người thoải mái nhé, và bao test chất hàng cho mọi người anh em luôn, nên cứ yên tâm. Mình xin phép trên tay giới thiệu trước để mọi người tham khảo qua video trước ha. Kính mít cứng khừ ha mọi người. Zippo Mỹ chính hãng xịn ha. Dòng 2 polít chrome trắng bóng cao cấp của hãng nha mọi người. Zin toàn bộ. Chưa hề đụng chạm gì ha. Zippo Mỹ chính hãng xịn thì rất là nhạy lửa ha. Anh em cứ chế xăng xịn vô để nhẹ ngón cái là lên. Và giữ xăng lâu trên 10 ngày nhé. Hàng Mỹ xịn thì độ hoàn thiện cao trong chế tác. Xài rất bền bỉ nha mọi người. Hàng zin ha. Cây trơn bóng cổ điển 2 polít chrome trắng này thì mang đến cho anh em sự sang trọng và rất là lịch lãm ha. Hàng zin nha mọi người. Chơi hay làm quà tặng quà biếu cũng rất ok. Soi kỹ cho anh em mọi người xem nha. Rồi, cây này là trơn bóng cổ điển. Cây này thì dòng trơn nhám xước nha mọi người. Cây này thì mang đến cho anh em sự trẻ trung, năng động, bụi bặm. Cũng là trơn nhám xước. Hàng zin luôn. Kính mít cứng khừ ha. Chưa hề đụng chạm nha mọi người. Lưu ý mọi người, anh em nên sử dụng xăng đá chính hãng xịn nha. Để nó tránh mòn bánh xe. Tránh cái hư cái lưỡi gà Zippo nha mọi người. Điện thoại thì hotline 24 24 24 trên 24 giờ, 0909 828 779 nhé. Anh em gọi lúc nào cũng ok. Soi kỹ cho mọi người, anh em xem nha. Hai em này thì hàng new full box.
hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ nha mọi người. Hàng tuyển anh em sở hữu chơi hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè cũng rất ok đó mọi người. Mình giao COD thoải mái, bao test chất hàng nha mọi người. Hàng zin ha, cứng khừ luôn ha mọi người. Rồi ai có nhu cầu lấy hai em nó về sở hữu cứ liên hệ mình nha, 0909 828 779 nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em đã xem clip nha, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh thời gian qua. Hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo nha mọi người. Rồi mình xin chào tạm biệt nha.